lễ vọng Giáng sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô. Bà Maria, mẹ người, đã thành hôn với ông Giuse, nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toàn tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: Này ông Giuse, con cháu David, đừng ngài đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Tất cả những sự việc xảy ra là để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng tiên tri: Này đây, trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai. Người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như thiên thần Chúa dạy và đón vợ về nhà. Ông không ăn ở với bà cho đến khi bà sinh một con trai và ông đặt tên cho con trẻ là Giêsu. Suy niệm. Trong bài đọc thứ nhất, tiên tri Isaiah nói rằng dù dân Israel như người vợ bất trung, nhưng Thiên Chúa vẫn quảng đại tha thứ, đón nhận về trong vòng tay yêu thương. Ta hãy nghe những lời ngọt ngào Chúa phán với Israel qua miệng tiên tri Isaiah: Vì ngươi sẽ được Đức Chúa đem lòng sủng ái, và Chúa sẽ lập hôn ước cùng xứ sở ngươi. Như chàng trai sánh duyên cùng thục nữ, đấng tác tạo sẽ cưới ngươi về. Như cô dâu là niềm vui cho chàng rể, ngươi cũng là niềm vui cho Thiên Chúa của ngươi. Sở dĩ Israel được Chúa đối xử đại lượng như vậy vì dân tộc này sẽ xuất hiện đấng công chính tựa hừng đông, vì cứu tinh của thành sẽ rực lên như ngọn đuốc sáng. Tin mừng minh chứng lời hứa được thực hiện nơi Đức Giêsu, vì Đức Giêsu không phải là con ông Giuse theo huyết thống, nên ông Giuse phải làm hai việc này để hợp thức hóa cho Đức Giêsu trở thành con vua David. Một là đón nhận bà Maria về để nhìn nhận người con bà đang cưu mang là con của ông. Hai là đặt tên cho người con ấy, vì theo luật thì đặt tên cho ai là có quyền trên người đó là nhìn nhận người đó thuộc về mình. Như thế thì Đức Giêsu được ông Giuse nhận là con theo luật pháp, mà Giuse là dòng dõi David, nên Chúa Giêsu được gọi là con vua David. Vì thế, khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như thiên thần Chúa dạy và đón vợ về nhà. Và khi bà sinh một con trai, thì ông đặt tên cho con trẻ là Giêsu. Thật ra, nếu tính theo mẫu hệ, thì Đức Giêsu cũng được gọi là con vua David, vì Đức Maria thuộc dòng dõi David. Nhưng chỉ tại người Do Thái không theo chế độ mẫu hệ, nên Thiên Chúa mới phải phiền đến ông Giuse hợp thức hóa cho con mình. Khi xuống thế cứu rỗi chúng ta, Thiên Chúa phải hết sức khiêm tốn và tôn trọng mọi lề luật trần gian. Thánh Phaolô nói: Thiên Chúa sai con người đến, xin làm con một người đàn bà, sống dưới lề luật, để cứu chuộc những ai sống trong lề luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử. Bạn đã biết tôn trọng Chúa trong người khác như thế chưa?